Ồ, con vịt nó vô nè cả nhà, rồi con chó lại nó cắn xé banh cái lợn mình luôn rồi. Ồ, tới nái thiệt, mình kiếm nãy giờ có buổi trời luôn mới gặp. Sao nó lấy Lóc gì được hả, ta? lóc cẩn hả. Rồi được em cái lóc rồi cả nhà ơi. Mình thấy 12 cái ngọc này chỗ rồi đi rồi. Mình chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay tiếp tục phục thù hôm bữa cả nhà ơi. Hôm bữa mình có đi thăm mấy cái lờ á, với 12 cửa ngục. Ủa cây trống đâu? Lao xa lắm. Với 12 ngục á cả nhà, mà được có một con cá lóc bự à. Đứt lấy cái trống đó, Bữa trống nay lên trên. mình đi Đó. phục thù lại Trên nha. xuống chỗ nào không? Trên chỗ cửa thấy ba để vô cửa á. Rồi bữa nay mình cho em mình đổ hết luôn nha cả nhà. Mình không có đổ cái nào luôn. Bữa mình đổ xui quá được có một con cá lóc à. Bữa nay thử đổi người đổ coi có hên hơn không. Bữa nay chỗ mình nước rút dữ lắm rồi cả nhà, giật khoảng 2 tấc mấy luôn rồi á. Cá thì nước lên thì cá vô ruộng, bây giờ nước giật thì cá nó bắt đầu đi ra ngoài sông nè. Mình đặt viên viên thêm mấy cái máng. Ê trói vỏ miếng. Trời ơi mấy con hả? Cá lóc gì ủa cá chốt nó bự kìa. Thôi thôi bớt đi chị, vô đổ đi, giục cá chốt lên trước đi. Lủng lỗ vậy chút giá lại. Con cá chốt này cả nhà, còn một đống cá trong đó luôn kìa. Cá chốt nè, quá bự, cầm đàng hoàng nha. Trời ơi, cá chạy lên hết rồi. Dịnh đó nha, đổ đổ là ra ngoài hết đó. Có rô bự trời. Cái này nướng ăn một cái thầy luôn. Đây đưa đưa cái cho ta. Rồi, vũ. Quả là cá rô bự luôn cả nhà. Đã không? Con cá trèn này cả nhà. Ôi trời ơi, cá trèn đã nguyên ôi. Trèn bự chưa bá. Vô mảnh này cả nhà ơi, mới có con đầu à. Còn mình còn đầu sau nữa nha. Làm cái đùng cái cho sướng. Không có con gì luôn, nó chạy có con đầu rồi cả nhà. Đứng nó giục ra luôn được không? Thả mạnh ra. Để như cầm như đó giục được đây. Quá trời dịch luôn nè cả nhà. Nó lên chỗ cái tiếng đề nè. Rồi chút mình đổ cái này xong mình chống dài dài thì có hộp dịch luôn. Mình lụm mà. Thấy quá trời dịch đẻ luôn nè. Cái này hôm trước mình chạy được cá lóc bự nè cả nhà. Hôm nay không biết có như vậy không nữa. Trời ơi, cá rô bự. Quá rồi, cá rô đã rồi. Bữa nay nghe mình đổ đổi tay quá có lý rồi cả nhà ơi. Cá rô bành bành không. Bữa nay không biết mấy cái lợ của mình sao cả nhà, mua cũng bộn tiền đó mà không có cá gì, đơn nản quá. Tao cầm nguyên, cầm nguyên. Mập. Hồi bữa mình dở cái này cả nhà, mình cầm vừa lên chưa khỏi mặt nước luôn, cá lóc nó nhảy rung rinh luôn, đã ghê. Đây có bạn đem cá cả nhà. Thôi, cá bự dữ lắm thì quá trời sơm rồi. Có cá rồi. Quậy dữ à. Khoen cá rồi. Ồ, cá lóc bự cả nhà ơi.
Khỏi bơi, kỵ kỵ đi chút hả, trống cầm cái đầu trống ra luôn à. Ôi có chốt. Trời ơi. Cá rô nó bự cả nhà ơi, chích xình luôn. Uổng trời. Bắt ra chốt với con cua ra. Cá rô bự. Cá rô rồi cả nhà. Tiền. Giống cái này, giống cái nãy ta. Nhà quán chút quán lại cái nãy hả? Ôi ốc, con nào con nấy nó bự. Dính cây. Quá trời cái này ốc cái ghê rồi. Cua không hay gì, mấy con cua à. Thôi bỏ đi, để lại đi. Cái này mình đặt trong lùm ngon ghê luôn, không có cá cả nha. Ồ con vịt nó vô nè cả nhà, rồi con chó lại nó cắn xé banh cái lợi mình luôn rồi. Ồ tới nái thiệt, mình kiếm nãy giờ có buổi trời luôn mới gặp. Từ chưa chạy cá nào hết trơn mà gặp cái này nản chết. Quá chán luôn cả nhà ơi. Khai trường thì không có tốn trước luôn nguyên. Không có cá thì ba mấy ngày sau đi thăm thì banh hết một cá lợi rồi. Chưa được con cá lóc nào hết trơn. Chào, im thinh. Cuốn luôn đi, cuốn anh em lên luôn đi. Dời điểm khác đi. Lóc hả? Lóc cẩn hả? Trời được em cá lóc rồi cả nhà ơi. Mình thấy 12 cái ngọc này chỗ địa phương các bạn cả nhà mình á, không biết sao chứ chỗ mình là thấy hiu quạnh quá. Hay là chưa tới thời điểm cá nó chạy không biết. Mình thăm đây là thấy 12 cái ngục là chạy cá nhiều hơn cái lờ đó. Nguyên được con cá lóc nữa cả nhà. Còn mấy cái lờ này chút mình kiếm chỗ mình bủa nó. Cũng được cả nhà, cầm tay ạ. Có đơn không? Mùa này kiếm cá lớn thì cũng hơi khó cả nhà. Nước còn chưa rút dữ á. Trời ơi, ốc không? Sao mà nó chạy đầu trong không mà cả nhà? Nãy giờ mình đi về mấy cái rồi. Không có chạy đâu ngoài, chạy có mấy con ở trong không à. Lụm hàng khủng coi, cái này lưới, cái này lưới dày có không? Cái này lưới dày cả nhà, cái này thì cá chạch với tép đồ á. Không có con gì luôn. Con cá lòng bông. Cái này dài lắm nè Nguyên. Dở lên rung rình ngay mới sướng. Kỹ đây. Góc không ạ? Kể. Rồi ông kéo cá hết thiệt rồi. Bạn nôm hết cá à. Ủa, cua trời ơi, cái này cua. Thiệt ghê trời. Cả chục con luôn. Cua cá cua. Được, được. Cắm đâu?
Cua này cả nhà, thì chơi không, không có cá có cua cũng ngon lắm cả nhà. Về luộc quất xị đế là thay luôn. Cả nhà, sáng giờ của hai anh em mình nè, mình còn cái cuối cùng nữa nha. Hy vọng cái cuối cùng sẽ quất được con khủng khủng chút coi.